Dove Skincare bình dân cho học sinh sinh viên phần 1, The Ordinary Niacinamide 10% và Zinc 1%, một serum siêu siêu quốc dân. Bảng thành phần khá đơn giản với Niacinamide và kẽm giúp các bạn kiềm dầu, kiềm viêm. Một tip nhỏ kỹ thuật em này đó là lấy một lượng vừa đủ, sau đó thì hãy cố gắng vỗ đều, vỗ thật lâu thì nó sẽ bớt bọt trắng, chứ nếu mà cứ xoa tròn thì bọt trắng xóa như xà phòng luôn. Nhắc đến giá rẻ mà bỏ qua Simple thì quả là một thiếu sót, nên là tẩy trang Simple xứng đáng có trong danh sách này. Em này thì độ sạch tạm ổn, vừa đủ cho các bạn không make up mà chỉ bôi kem chống nắng, nên là nếu mà bạn hay make up thì hãy tìm một loại mạnh hơn nha. Tiếp theo là sữa rửa mặt Simple Refreshing. Em này thì mình có làm hẳn một clip riêng rồi nha. Nhìn chung là rửa vừa đủ sạch, phù hợp da thường và da khô hơn, da nhiều dầu thì sẽ không ăn thua lắm. Được cái là khá lành tính và giữ lại độ ẩm tốt, vì vậy lâu lâu dùng vào buổi sáng mùa đông này cũng vẫn là ok. Cuối cùng trong video này là toner Simple. Đây là kiểu toner nhập môn luôn rồi các bạn ạ. Trước kia hầu như ai mới skincare cũng đều nghĩ tới em này. Với mình thì đây là một em toner hoàn thành được nhiệm vụ cấp ẩm. Vậy nên là nếu như bạn đang tìm một toner dưỡng bình dân thì cho nó một cơ hội nhá. Đồ này thì mình mua ở UK Beauty House và ở đó đang có khuyến mãi mua combo Simple tặng dầu gội Corgirl Jolie nha các bạn.